Chào mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên lâu lắm rồi Tiên mới làm một chủ đề mukbang, cho nên Tiên sẽ quay trở lại với một video mukbang cùng với không còn ai khác nữa, đó chính là hồi lại cái gì á? Tào lao ghê. Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Đã lâu lắm rồi Tiên mới làm một chủ đề, đó chính là mukbang. Và hôm nay có một người khách rất là đặc biệt đến với channel của Tiên. Ta-da! Hello mọi người. Hello mọi người, hết rồi. Ủa? Hello mọi người, mình là Kyle. Và mình là bạn thân của Tiên. Bạn thân, đúng rồi, mình bạn thân từ hồi cái hồi mà mọi người coi một cái video Bamboozle. Lâu lắm rồi, vẫn còn ở trên channel của Tiên nha mọi người. Mấy năm rồi, 6 năm rồi hả? 6, 7 năm gì đó, vẫn là hồi đó vẫn là bạn thân luôn. Ờ đúng rồi, bạn thân mà. Bây giờ cũng vẫn là bạn thân luôn á mọi người. Ok, thì hôm nay có một nhân vật đặc biệt nằm làm sao nữa không biết tại sao có trên channel của Tiên ngày hôm nay, đó chính là Thiện Nguyễn mọi người. Thì ok, đừng có ban, nói chung là đừng quan tâm tới đằng background, chỉ quan tâm tới đằng trước thôi. Thì hôm nay sẽ làm cái video mukbang ăn những cái snack. Thì hôm nay sẽ có giới thiệu đi. Ok, thì hôm nay mình sẽ có cái này là tteokbokki phô mai. Cái không biết Tiên mua ở hãng nào nữa. Nãy mình... có một cái hãng Hàn Quốc. Mình dùng cái hộp luôn. Mà cái hộp này là giống như là mì ăn liền vậy á, là có sẵn. Cái này rất là dễ làm luôn á mọi người. Bỏ cái tteokbokki vô xong rồi bỏ phô mai rồi đổ nước xong rồi microwave 2 phút là có rồi. Tiếp theo Tiên sẽ có một cái bịch snack này, Ruffles. Thì Tiên sẽ ăn chung với lại cái này là Tiên rất là hay ăn ở bên Mỹ, đó chính là natural cheese. Wait, nó nói ý gì vậy? Thì đây là natural cheese với lại nước ngọt. Thì các bạn chắc là đang wonder là hôm nay chị ngồi ăn gì thôi thì hơi chán đúng không? Thì tụi mình sẽ react lại về những tấm hình 7 năm trước đến bây giờ của Tiên và Kyle. Thời chúng mình vẫn còn quen nhau đến khi làm bạn. Ủa? Tưởng mình bạn thân mà. Ủa bạn thân? Có một bạn nào đó request tụi mình làm và tụi mình thấy cũng khá là vui nên hôm nay tụi mình muốn cho mọi người coi là Kyle với Tiên lúc mà học trung học thì nhìn như thế nào. Yeah. Hình đầu tiên hả? Bắt đầu lại từ từ này. Đây. Oh my god. Đây là tấm hình. Oh my god mọi người. Trời ơi. Tấm hình này là tụi mình đang đi đang ở Lệ Pháp hay là cái gì ở Bùi Viện á. Cái này hồi lớp mấy ta? 11 hả? Cái này 11. Là lớp 11, đúng rồi. 11, lớp 11, lớp này là tụi mình đang đi một cái gì á? Cái này là một cái pub ở Bùi Viện á mọi người. Cái hôm này là hôm nhập của Tiên. Năm này là hình như Tiên không, Tiên nhớ không lầm thì hình như là năm 2014. Yeah, 2014. Không cao còn nhớ nữa. 2014 thì tầm 6 năm rồi. Đó thì 6 năm. Hồi xưa thì Kyle còn đang bắt kiến Du mọi người. Là một con người hoàn toàn khác luôn á. Không biết nữa mà tại hồi đó lúc mà đeo mắt kiến thì chắc do mắt Kyle khá là nhỏ khi đeo mắt kiến á, nên nhìn nó hơi hơi funny á. Mày. Tấm hình thứ hai là một tấm hình cũng là của Tiên với Kyle và trong trong ơi hôm đó luôn á. Ờ vậy hả? Ờ hôm đó luôn á, đúng rồi á, hôm đó luôn á. Sao nhìn mi xấu hơn nữa vậy? Tại lúc trong đó thì nó chắc đèn mờ nó khác á. Đèn mờ khác mà vậy vô lớp đừng tên ai mọi người. Oh my god. Nhìn cả hai mà mình không nhận lúc ra. Lúc này là quen nhau nhưng mà chia tay rồi. Là có nghĩa là hồi xưa là mình quen nhau 2 tháng đúng không? Xong chia tay. Đó là cái lúc này là cái tháng 5 đó, tháng 6 á. Yeah. Chia tay rồi á. Hay quá. Lúc mà chia tay rồi, lúc này chia tay rồi mọi người. Hồi xưa là bắt đầu quen nhau là 2 tháng xong rồi chia tay 1 năm. Tấm này. Ôi, vậy thôi không thích tấm này. Mới trường. Oh, sorry. Tấm này là cái tấm hồi đó tụi mình đi đi tới trường Nhà Bè. Là cái hôm đó là có một cái Tết event. Hôm lúc này tụi mình quay lại rồi. Đây là cái năm này là tụi mình quay lại rồi, năm 2015 là năm tụi mình học lớp 12. Để mình làm cái biểu cảm giống trong hình nha mọi người. Không có giống được. Khác luôn á. Không, hồi đó nói thiệt là cả hai nhìn đều rất là đẹp luôn á. Nghe không biết nữa, hồi đó thì Kyle nhìn hơi mẩm mỉm nên mặt Kyle nhìn khá là bự. Không, mình không mẩm sao. Mình mẩm rồi. Sao chết cho mình, anh đưa mà.
Vấn đề là cũng trong cái thời gian này luôn á. Sau này là lúc mà Valentine đi 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 date Valentine ở The Deck, nhớ mà nghe rồi. The Deck, cái tóc hơi kỳ nha bé, cái tóc hơi xoăn nha. Này hồi xưa nha, thế hồi đòi uống tóc thì không chịu mọi người. Này sao không cho anh uống tóc đẹp mà à, uống xong giờ nhìn lại thấy nghe lời không, nên nghe lời không. Cái thời gian đó là cái thời gian mà cái hồ mới bắt đầu kiểu muốn chỉnh chu lại, nên Kyo thử tất cả các loại tóc luôn. Xong rồi lúc đó Kyo thấy thôi tóc uống lên kiểu uống cho nó ra đằng sau quá, nhìn kiểu dạng giống như undercut hồi lúc mà đó, thì nên Kyo mới uống hết đằng trước của mình lên luôn. Mà lúc mà lúc uống xong nó thành một cái dạng khác luôn. Không được đâu mọi người, giống như là tự nhiên bên này có một xíu tóc trong này nguyên cục luôn mọi người. Nguyên cục vậy đó. Lúc đó tóc Kyo nhìn như là giống như cái ai bỏ đùi dẻ lên vậy đó, xong rồi để đó. Cái tấm này là tấm hồi lần tụi mình học lớp 12. Kyo vẫn là cái đầu đùi dẻ mọi người. Cái đầu đùi dẻ. Giờ Kyo nhìn lại hình cũ á, mới thấy là mình nhìn bựa cỡ nào á. Kiểu tóc vậy á hả? Tấm này là tấm tiên với Kyle hồi from lớp 12. Yeah, lúc này á là cái tóc đùi dẻ của Kyle nhìn nó đỏ hơn. Mấy cái kia xưa cứ thích cái tóc như vậy. Nhìn nè, đùi dẻ nhìn nè. Hồi lúc cái đó là một cái kiểu mà oh my god. Đây là hồi tụi mình tụi mình ở cái nhà này là cái nhà đầu tiên mà Tiên ở Chicago. Thì cái nhà này Kyle không ở đây nhưng mà Kyle qua đây rất là nhiều. Trời ơi, cầm đôi tay một cái đôi dép. Trời ơi, sao tóc sao vậy? Ê, lựa hình nào bé xấu rồi. Baby, tại em đẹp xưa giờ xấu. Thôi được rồi, nhiều hình xấu quá, thôi để hình dễ thương xíu cũng được. Ok, tấm này là cũng là cái hồi mà năm đầu tiên qua bên Mỹ. Không, tấm này được cái là nhìn nó yêu quá. Không biết nữa. Theo nhìn cái đồ vẫn thấy mà nhìn mình. Hồi xưa biết không, mỗi lần mà bắt đầu nó rửa mặt á là nó phải cài hết rồi vậy nè. Rồi, có cả cái cream nữa. Làm rồi. Xấu thì xấu thôi, đâu có gì đâu mọi người. Ủa gì sao anh cưa cho hình xấu thì không kêu. À, cái đó vui. Vui hay quá trời. Cái tên vẫn cười lắm. Cái vẫn cười lắm. Tóc Kyo đó bị gì hồi lúc Kyo để tóc không phải là quá dài, nhưng mà ý là để dài để vuốt cho nó dễ, nhưng mà để nó thành dài quá, xong rồi lúc mà ở nhà không có vuốt tóc quá thì phải cột cái tóc lên. Khùng quá à. Oh my god, hồi đó là kiểu như là mỗi cuối tuần là hay kiểu uống rượu xong rồi đi chơi xong rồi làm ba trò khùng điên gì nè. Oh my god. Mọi người, cái tấm này là hôm đó là trường mình hay có mấy cái team á, đúng không? Hồi lúc là trường mình là ở trong một tuần nào đó, ở trong một tháng á, thì trường sẽ cho mọi người mặc đồ tự do, mặc theo cái kiểu gọi là theo một cái team nào đó. Thì hình như team này á là hình như là con gái phải mặc đồ trai. Đúng rồi. Không chịu mặc đầm mọi người nữa. Không chịu mặc, ý là không chịu mặc đầm hôm đó, cho nên là kiểu
phải tìm mặc đồ trai. Cô gái của tôi nữa chứ. Cái tấm này là cái tấm tiền mà thay hồ chụp hình tốt nghiệp. Không biết luôn á mọi người. Không có mặc cái hồ bị gì á. Hình xác nhiều lắm. Không có. Mọi người ơi, mình không có. Thế là không có hình xấu xấu của tiền hết á. Có được. Nãy giờ là bị tiền chìm không sao luôn á. Có được. À thôi bây giờ kéo lên những cái tấm mà sau này lúc mà tụi mình chia tay rồi nhưng mà vẫn làm bạn ở bên Mỹ nha. Ừ. À, đây là một cái tấm lúc mà tụi mình đi New York. Tôi không thích tấm này đâu. Không thích tấm này, và tấm khác. Tấm này. Ừ, tấm này đi. Đó. Đó đi, ừ. Đây có hai tấm, một cái tấm tiên chụp đi khai ở Times Square. Và một cái tấm mà cũng chụp ở Times Square luôn, thì đây là hai cái tấm mà tụi mình rất là thích. Tấm này. Lúc này là bạn và bạn trở lại rồi thì bạn cũng rất là bình thường rồi, không có kiểu gì hết á. Nhưng mà lúc đó đi đi New York chơi với nguyên một đám bạn luôn. Yeah. Nói chung là cũng dễ thương mà, nhiều hình lắm. Nói chung là cũng làm bạn được tầm sau khi chia tay một năm không nói chuyện. Một năm đó không nói chuyện, càng quen người mới thì cũng quen người khác. Thôi sau đó một năm thì tự nhiên Tiên không thấy Carol về Việt Nam, thì Tiên cũng nhắn hỏi thăm thôi. Chắc Carol lúc đó cũng sốc lắm, thấy Tiên nhắn tin. Cái gì? Mày nhắn nhiều trước á. Ờ. Thì nói là tại sao? Ồ, hẹn không thấy về. Lúc đó là hình như là Carol kiểu tập trung học ở bển, nên Carol cũng không có để mấy cái chuyện khác nữa. Nhưng mà lúc mà Tiên nhắn lại thì cũng kiểu like friendly bạn bè thôi. Đó là những cái tấm hình từ xưa đến giờ của tụi mình. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mong là mọi người đã enjoy những cái tấm hình về thời xa xưa, những cái kỷ niệm thật sự rất là đẹp của tụi mình. Và Tiên mong sẽ có nhiều video tiếp theo hơn nữa. Và mọi người hãy chuẩn bị xem một cái video cực kỳ đặc biệt, hoặc là nó có đã air rồi ở trên channel của Kyle. Channel của mình nha mọi người. Nhớ subscribe Kyle lắm, cũng như là Tiên Lê. Follow tụi mình ở Instagram và hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.